Hello cả nhà. Dạ cả nhà ơi, nhà em lại chuẩn bị đi chùa đi đền đây. Mấy chị em đang chuẩn bị đi xuống đền cô Chín Đồ Sơn. Chưa bao giờ đi cả, lần này dì Hoan về đi thế là cũng bảo đi luôn. Đi xuống rồi cầu phúc, cầu may, cầu mắn cho cả năm, cho cả đại gia đình. Bây giờ mấy chị em dì cháu đi. Chỉ cả chị hai không đi, giờ mấy chị em đi thôi. Rồi luôn tiện thì vào nhà bà cô ở dưới Đồ Sơn chơi. Cô bảo là hôm nọ về bảo là mùng 2 để chị em chúng mày đi xuống đấy là nhớ bà cô chơi. Đi xuống bà cô chơi Tết. Vâng, và thứ nào vâng, nhưng mà giờ mấy chị em chơi xe đi rồi đang chờ xe. Xe đến rồi. Ngoan năng xăng phía trước, chị Ngoan có thích ngồi trước thì ngồi đi. Ai thay xe cho mình ngồi trước. Bạn Dung, Dung già đi, cho bác Ngân ngồi trước đi. Không có say đâu mà đòi ngồi trước đi chứ. Đi. Tấm này mở cửa tí được cho nó đỡ hơi mùi. Rồi, ok. Cô đi phụ bữa sao cô cũng đi làm đẹp. Đến nơi. À vâng, ở đây taxi, ừ taxi đầy đấy. À không, đây là xe nhà người ta thì cháu có taxi. Taxi hoặc bảo cô Tranh có nhiều xe. Dạ vâng. Đền Vương Cô. Ôi trời, cái đền này đông lắm. Bây giờ chị em sẽ phải vào đây mua một cái lễ. Người ta sắp sửa cho mình hết nguyên một bộ lễ như thế. Đây là phải sắm một bộ lễ như thế này để đi vào dâng lên đền đây. Bây giờ phải ra viết sớ để cho vào mâm để dâng lên. Con đọc đi con. Bố mẹ chưa. Mà đến đây là mình sắm lễ chung, như sớ là mỗi người một tờ sớ riêng, mỗi gia đình một tờ sớ riêng. Cũng đi chùa nhiều rồi nhưng chùa này là đi đầu tiên nên là cũng không được hiểu biết nên phải hỏi thêm. Chị 5 đồng rưỡi tiền lễ. Ở đây cái gì cũng là màu hồng nhỉ? Có gì? Dạ lễ cô ở dạ có cô thích màu hồng. Nên là cái gì cũng là màu hồng hết. Hoa cũng màu hồng luôn. Rồi ok, bê cẩn thận. Đi. Cả bê cả giữ nữa mày. Chị ơi, quay ra đây này chị ơi. Thank you.
hoa quả đây, cái vạch sắp hương luôn nhỉ. Ủa, quả to này mà. Bé. Bao giờ nó phải già nó mới bóng. Bây giờ em thấy. Ở đây nó bé như là nó sữa ở trong Nam ở khác ở đúng rồi. Giờ đi thắp hương rồi, bây giờ cái chỗ đốt nhang này là riêng một cái nơi không phải như kiểu có một cái khu ấy, khu để đốt nhang riêng cho nó khỏi khỏi ô nhiễm, tại vì có hơn các thứ ấy. Bây giờ chị em ăn đốt nhang xong rồi xin lộc xin bánh kẹo về cho các con ở nhà. Đúng đâu nhỉ, lễ xong rồi mọi người ạ. Bây giờ về may làm may quá, hôm nay cũng ít người. Cái gạch gì? Mà hôm đông lắm à? Em ơi, hôm đông lắm. Dạ. Dạ không ạ. Hôm đông. May đi này này nhanh kìa. Dung gọi taxi trước. Dung mày gọi taxi đi con nè. Đứa cháu nó mua bánh khoai cho ăn đây này. Món lắm bạn. Nó đi được vòng nó đói bụng rồi. Ơ su cũng đi à? Ngon nhỉ? Ừ, bó nhầm nông lóng em ạ. Là gọi taxi đi ra chùa Bà Đế. Bà Đế là gì? Bà Đế về với cô vui chưa nhỉ? Ừ. Chụp ảnh ở đây mới đẹp nhỉ? Sau khi đến đền cô Chín xong, bây giờ mấy chị em này tập trung đến đền Bà Đế. Chẳng bao giờ được đi đền đi chùa, chẳng bao giờ được về đấy thì ăn Tết đâu, mà chủ yếu là đi đền chùa là những cái dịp Tết như thế này, người ta đi Tết đầu năm. Công đức 100 lần đầu. Cảm ơn mẹ chỉ đi con cháu bạn đi về để mà đi hôm nay. Một vua thức cả mình với chị Nga là lần đầu tiên đi đền Bà Đế cho nên là mới biết là ngay biển mọi người ơi. Không biết luôn đấy. Ở trong đây thì người ta bán cả đồ ăn đó này. Trời ơi, ra đây nè. Cái đền Bà Đế ở gần biển luôn. Rất là nhiều hải sản này, các bà các bác đang làm đây. Ô dì ơi, hàu cậy thế hả dì? À thế hả? À. Ôi, dì đang cậy hàu. Cậy tươi mà cũng không bị nát gì nhỉ? Dạ, cái nghề của các dì rồi. Còn chưa. Là tiền bác này đấy. Dạ. Hả? 7.000 đấy. Đi ở đây dẫm lên trên vỏ hàu, vỏ hến luôn. Hai cái chị kia còn đang chụp ảnh nữa chứ. Đẹp thế nhỉ. Các bà các bác làm đứng ở giữa cái hòn đảo này để làm hàu làm đồ luôn. Người người nhà nhà đi lễ chùa. Cứ mùng 1, mùng 2 đầu năm người ta đi lễ chùa rất là đông. Ở trong chỗ em này
ít chùa chiến lắm, bây giờ chỉ có một cái đền ấy. Nên là các bà các cụ ấy đi thôi chứ tuổi như bọn em là không ai đi đâu. Nước dừa yến là nước yến, ăn yến à? Dù chẳng biết có yến không. Nói yến em chưa được uống yến mà giờ mẹ có yến không vậy? Yeah. Ừ. Nào ăn dình mẹ bữa yến à? Bảo mẹ hấp lên cho. Ừ. Thế à? Thế thôi. Thế nó dùng rằng bảo dùng mồi rồi. Thế chị mới bảo dùng về không bảo mua đi mẹ yến. Em có biết rồi. Bây giờ đi đâu? Giờ đi về cô. Đi về cô đi. Cô ruột mình ở Đồ Sơn mọi người. Cô lần trước quay một lần rồi. Giờ xuống cô. Quá à? Lại gia đình Việt Nam ấy. Thoải mái. Cả nhà ơi, bọn em đi đến đây thế là thấy ruốc tôm, ruốc bồ bề. Thế là mua về cho bé Thảo một ít để trộn cơm. Đây là ruốc tôm. Đường bên này là ruốc bề bề mà không biết, khó mà phân biệt được nó là ruốc gì lắm. Chỉ có người bán mới biết thôi. Em ăn ba em thôi. Xin là cô chú ra đón mấy chị em về nhà, không thuê được taxi. Mệt thật đấy, này nễ là cháy xe luôn. Chị Ngân lên tầng kìa. Bà bán Ngân lên tầng sắp hương. Ô nhà bà Tranh mua lộc về này không để trên kia này, để dưới này à? À. Đây là nhà cô chú ruột. À, cô em của bố đấy. Như cô ở Đồ Sơn nên là thỉnh thoảng cứ đi Đồ Sơn là vào cô. Mong chú đang cấp dưỡng. Mong tuổi cho cô chú cho may mắn nhỉ. Nhà em tiến cô chuẩn bị này ăn cơm. Cô chú đang đãi các cháu đây. Cháu về chỉ thích ăn cá diều thôi. Ngon chưa? Mùi thơm lắm, thơm lắm cô ơi. Cá vược. Chả thêm nước thì toàn thái là cái vậy. Thế thì nấu thế mới ngon chứ. Cái chất lượng nhỉ? Các ngoài nhà chú không ơi. Cháu thì múc mấy bát nữa. Cháu thì chả ăn gì nữa. Do bò. Giò bò. Thịt gà đông cảo. Thịt gà đông cảo còn có ít đâu. Mỗi thì còn ít nữa. Chú hôm nay đãi các cháu đây. Chỉ có thế thôi. Chỉ có thế thôi. Có súp chưa anh ơi? Chưa. Súp chấm biết gì. Dạ cô chú ơi, ra ăn cơm. Thôi dạ em mời cả nhà ăn cơm. Chị em hôm nay xuống Đồ Sơn ăn bữa cơm ngon chưa? Đáng cần lắm món làm gì. Cô chú giờ đang lấy rượu vang ra bảo các cháu uống một tí nữa. Các cháu mà say không về được thì bắt đền cô chú luôn. Không mở. Ôi chú ơi, ấn vào mất rồi. Không phải cái này không lâu thì vỡ. Dạ, khó mở. Chắc phải lấy cái kìm mà rút nó nắp lên. Dạ, dạ. Dạ. Dạ vâng. Chúc cháu mạnh khỏe. Năm mới chúc cô chú mạnh khỏe các em. Không ăn dạ. Hết 100 gram nha. Vâng. Rô. Rô. 100 gram. Cô máu cả cháu. Cô giờ máu lắm. Năm mới thì mấy. Vâng. Thế ăn xong rồi cả nhà. No nê luôn nên cô chiếu đãi cho bữa cơm cá diêu. Lại phải ăn khổ thế nhỉ. Cô đang mở củ đậu từ nãy ăn hoa quả ăn táo chán rồi. Ngon không em? Em phải chấm tí muối vào. Ra muối đây cô ạ. Thế nó mới ngon chứ. Củ đậu nó chỉ có nhạt nhạt thôi đó. Ừ nhưng phải chấm muối chị ạ. Hôm xiêm nhà mình này chín rồi chị ạ. Ờ hôm qua em gọt em để trong tủ ấy. Đâu ăn được mà. Mấy chị em gì cháu nên cô chơi ăn no rồi. Bây giờ nó mà chờ xe về mà chưa có xe về đây. Nhà cô vẫn còn một nô đất. Thế này để làm vườn đi. Làm được khối rau đi. Hồ mà ăn. Hai ông bà thì từng này thì ăn này. Thoải mái luôn.
rắn phải vừa vừa gà. Thế thì hai đứa chúng mày dính vào nhau đi. Chị nói là chị muôn. Ờ. Người ta bảo thế à? À. Biết ai mà biết cái gì? Này chị cái con. Ôi. Ôi nhà đẹp gớm. Thế thôi. Chú ơi, nhà ở đây tán nhà đẹp ấy nhỉ? Cái nhà này cũng đi chục tỷ. Đường này đẹp, đường sạch sẽ. Đấy, ở trong này thế này yên tĩnh. Dạ vâng. Được cái ô tô. Nào phải bán mấy con bò mua ô tô. Đây là nhà cô chú ở Đồ Sơn đây. Nhấp ảnh ra bắt đầu để ra tay đấy. Tào dáng. Cái thấy chỗ nào đẹp là chụp ảnh. Có lấy được cái nhà. Mình chụp ảnh chứ sợ đâu. Chủ yếu ta lấy cái nhà chưa lấy bà đâu. Mình chụp ảnh thì sợ đau, bọn này nó chỉ thích chụp ảnh. Rồi ok về thôi. Đi. Ăn no chơi chán lại kéo cánh về. Các cháu bên này cũng về đấy cô ơi. Dạ vâng, mai cô chú về sớm nhá. Anh ra ngồi. Không. Mở tiếp tôi đi. Mở không được Trung ơi. Đấy, từ từ để đấy, anh đi. Mở. À, rồi, ok. Ờ, đã đến nơi. Đưa đây cho chị. Ra hồ chị ăn, hoa ấy còn muối gì. Có ông nước sao đây. Có ông nước. Đóng lại cửa. Nước ra đi. Thằng cú khách gọi được cháy máy kia. Ôi hết cả máy kia không? Ông đi chơi ở đâu về? Ông đi ra ngoài. À thế à? Đã đến nơi. Hồi nào đấy nhỉ? Ôi trời ơi. Hồi nào đấy nhỉ? Hồi kia ơi. Thảo ơi. Có cái đã lớn rồi. Đi chiều nhiều. Ê Thảo. Ôi chẳng cần mẹ gì cả. Thảo nhà ơi, thế là Sơn từ sáng đến giờ về đến nhà. Bé Thảo nó không cần mẹ, mẹ gọi không nghe kia. Dạ thế thôi à, em xin dừng video tại đây nha mọi người nhá. Hẹn gặp mọi người lại những video tiếp theo ạ. Với video xin cảm ơn mọi người rất nhiều.